Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký xác lệnh tiếp quản dự án dầu khí Sakhalin 2 ở vùng Viễn Đông của nước Nga. Theo đó, thì Nga sẽ thành lập một công ty mới để vận hành dự án nêu trên. Động thái trên được cho là có thể buộc các doanh nghiệp Nhật Bản như là Shell, Mitsui và Mitsubishi đã phải từ bỏ các khoản đầu tư của dự án này. Theo xác lệnh được ký, thì công ty mới tiếp quản dự án Sakhalin 2 sẽ thuộc tập đoàn năng lượng Gazprom dưới quyền kiểm soát của chính phủ nước Nga. Phản ứng trước sự kiện nêu trên, thì Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết quyết định tiếp quản dự án dầu khí Sakhalin 2 của Nga sẽ không ngăn được nước này tiếp tục nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Nhật Bản cũng thể hiện rõ quan điểm là không dễ dàng từ bỏ lợi ích của mình trong dự án Sakhalin 2, vốn có vai trò quan trọng với an ninh năng lượng của quốc gia này.